Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật rất là nóng, và lại thêm những vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra. Thưa các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh, bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên là tử vong trong tư thế là quỳ, chân tay là bị trói chặt, đầu quấn là băng keo. Và vụ án này làm chấn động dư luận từ hôm Noel, rất là kinh hoàng. Khi đi vào căn nhà trong một con hẻm tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, người dân bàng hoàng là phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường, tay chân thì bị trói, đầu thì quấn chặt băng keo. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ là thanh niên tử vong bất thường này. Và trong một căn nhà tại hẻm là 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, là phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ là tối ngày 24 tháng 12, người dân đi vào một căn nhà trong con hẻm trên thì bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế là quỳ, tay chân bị trói, còn đầu thì bị là quấn bằng keo kín, giống như là trong phim hành động với các bạn. Kinh khủng thật. Và may là sau khi là nhận được tin báo, lực lượng chức năng là quận Bình Thạnh đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người có liên quan. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên là 25 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa các bạn, và cách đây không lâu, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát hiện một nam sinh viên là tử vong trong tư thế là treo cổ, miệng thì cũng bị dán keo băng keo trong phòng trọ. Theo đó, vào sáng ngày 22 tháng 12, bạn bè không thấy nam sinh viên đi học nên gọi điện tìm nhưng không ai bắt máy. Sau đó, những người bạn này đến phòng trọ tại hẻm 32 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Khi đến nơi, mọi người gõ cửa nhìn không ai trả lời. Cửa lại bị khóa bên trong nên đã nhờ người dân hỗ trợ dùng búa phá cửa. Vào được bên trong, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ, miệng bị dán là băng keo. Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý. Thì đây là hai vụ việc, là hai nam thanh niên tử vong một cách tức là đều trùng hợp, đó là bị quấn băng keo ở miệng và ở đầu, còn một người thì bị tử vong trong thế là bị quỳ, còn một người thì treo cổ. Đúng là công nhận, những ngày hôm nay tôi cập nhật toàn những cái tin tức là bị sát hại tử vong, rất là động trời, kinh hoàng luôn các bạn, thật là không ngờ luôn á. Đó, và một vụ thanh niên là chết tại sân trường đại học và trích xuất hình ảnh nạn nhân từ camera đi tìm là danh tính. Và cái vụ này cũng đã làm mấy ngày qua là ở Bình Dương dư luận rất là chú ý, và đến ngày hôm nay thì người thân vẫn chưa đến là nhận là thi thể của nạn nhân này. Đó, và do nạn nhân là chưa có ai đến là cơ quan điều tra để là nhận thi thể hết, và qua trích xuất camera hình ảnh chân dung của nạn nhân từ camera thì để truy tìm danh tính. Đó, vào ngày 24 tháng 12 á, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố là Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang thụ lý vụ là chết người chưa rõ là nguyên nhân xảy ra tại trường đại học là Thủ Dầu Một, phường Phú Hòa. Do tới nay nạn nhân vẫn chưa có ai đến nhận thi thể nên cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh chân dung của nạn nhân từ camera, phát thông báo truy tìm là danh tính của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m5 đến 1m55, tóc là đen ngắn, mặt tròn. Khi xảy ra sự việc,
Nạn nhân đội mũ lưỡi trai màu đỏ, áo thun màu đỏ, áo khoác đen, quần đeo là dây nịt màu đen, có mặt hình chữ H màu trắng. Cơ quan là cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một cùng các đơn vị là nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra ban đầu là theo quy định của pháp luật. Trước đó, như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng là 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 là trong trường đại học Thủ Dầu Một. Thông tin ban đầu vào thời điểm trên thì sinh viên đang ngồi học thì nghe thấy một tiếng động rất là mạnh ở ngoài sân. Đó, khi chạy ra thì thấy nam thanh niên đã nằm bất động. Lực lượng bảo vệ và cán bộ nhà trường đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong nên trình báo với chính quyền địa phương. Và sinh viên ở trường cho biết người thanh niên đi từ ngoài trường vào, sau đó là đi lên tầng 3 tòa nhà trung tâm của trường đại học. Cũng là quá khủng khiếp phải không các bạn? Và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một thông báo ai là thân nhân của tử thi có đặc điểm nhận dạng như trên xin liên hệ là với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một đó, để mà nhận cái thi thể của người nam thanh niên này. Công nhận phải nói nha các bạn, luôn luôn đều có những cái vụ án mạng rất thương tâm, đau lòng xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta hàng giờ hàng ngày. Tôi là cập nhật thường xuyên và luôn hầu như ngày nào cũng có tin mới về vụ án mạng hoặc là tự sát, treo cổ, nhảy lầu từ từ, rất là nhiều các bạn ha. Trong thời gian gần đây công nhận là về tình hình an ninh, nói về là sát hại lẫn nhau rất là nhiều. Càng ngày xã hội càng văn minh thì con người có cái chết càng nhanh. Không nói gì đến là bệnh tật, mà nói về là sát hại rồi tự sát. Càng ngày là xem cái mạng người rất là nhỏ mọn luôn các bạn, rất là nhỏ luôn. Và tôi cũng rất là chân thành các bạn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Trong thời gian qua các bạn luôn đóng góp ý kiến, rồi đồng hành, ủng hộ, đăng ký kênh của tôi cũng rất là nhiều. Nên tôi vô cùng biết ơn cô chú anh chị cũng như là các bạn gần xa trong và ngoài nước luôn luôn ủng hộ kênh cho tôi. Và tôi cố gắng ra những video chất lượng hơn và cập nhật những thông tin nóng, nhanh nhất, chính xác để kịp thời là gửi tới phục vụ quý vị gần xa thân yêu của tôi. Tại vì là những thông tin an ninh, thông tin tổng hợp gửi tới các bạn rất là bổ ích. Bổ ích là các bạn hãy nắm được những cái thông tin an ninh trật tự trong nước, rồi những vấn đề của xã hội để chúng ta học hỏi, chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta tránh xa. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.